vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Bảo Lộc phát sóng hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Triển lãm Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam kết thúc tốt đẹp. Hội nghị tập huấn công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Triển khai các hoạt động kỷ niệm 71 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9. Hơn 50.000 học sinh các cấp trên địa bàn thành phố tự trường. Phần cuối mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Mô hình bán trú tại trường tiểu học Lý Tự Trọng. Sau đây là nội dung chi tiết. Sau 3 ngày tổ chức tại nhà thiếu nhi thành phố Bảo Lộc, triển lãm Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban dân thành phố tổ chức đã kết thúc tốt đẹp. Triển lãm đã thu hút trên 2.500 lượt cán bộ, nhân dân, học sinh, đoàn viên thanh niên đến tham quan theo dõi. Đến với triển lãm, người xem đã được tìm hiểu về hàng trăm bản đồ, tư liệu hiện vật do Việt Nam, Trung Quốc và một số nước phương Tây thực hiện, cùng hàng chục văn bản Hán Nôm, Việt ngữ và Hán ngữ do nhà nước phong kiến Việt Nam ban hành từ thế kỷ 16 đến đầu thế kỷ 20. Khẳng định, nhà nước Việt Nam trong lịch sử đã được xác lập và thực thi chủ quyền liên tục đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong lịch sử không được thể hiện thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Triển lãm còn giới thiệu các văn bản do triều đình phong kiến Việt Nam ban hành từ thế kỷ 16 đến đầu thế kỷ 20. Những tờ châu bản này được viết bằng hai ngôn ngữ, Hán và Việt, có niên đại từ triều Gia Long đến triều Bảo Đại. Nội dung phản ánh quá trình xác lập và thực thi chủ quyền của Triều Nguyễn trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thông qua việc liên tục cử người ra hai quần đảo để khảo sát, cắm mốc, đo vẽ bản đồ. Cùng với nhiều công trình nghiên cứu của các nhà văn hóa, sử học được ghi chép, lưu giữ từ thế kỷ 16 đến nay liên quan đến quá trình khai phá, xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Sáng ngày 19 tháng 8 năm 2016, tại hội trường A Ủy ban dân thành phố, Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn về công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Hội nghị tập trung vào các nội dung chính như kiện toàn ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm các cấp, các nguyên tắc trách nhiệm và các bước triển khai, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các tuyến cơ sở để khắc phục tình trạng cắt lát, chồng chéo trách nhiệm, các giải pháp và thực hành về an toàn thực phẩm tại cơ sở. Hội nghị đồng thời còn hướng dẫn các tổ chức điều tra xử lý các vụ ngộ độc thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm để làm cơ sở xử lý các vụ liên quan đến an toàn thực phẩm trên địa bàn. Thông qua hội nghị, người tham gia càng ý thức rõ hơn nữa về an toàn thực phẩm là vấn đề ảnh hưởng lớn, trực tiếp đến sức khỏe con người và đang được xã hội rất quan tâm, nhất là đối với các loại thực phẩm tươi sống, thực phẩm tiêu dùng trong sinh hoạt hàng ngày. Hướng đến kỷ niệm 71 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9, Ủy ban dân thành phố Bảo Lộc ban hành công văn số 1510 yêu cầu các cơ quan ban ngành, đơn vị và Ủy ban dân các xã phường phối hợp triển khai công tác tuyên truyền trực quan bằng rôn khẩu hiệu trên các trục đường chính và trang thông tin điện tử thành phố theo hướng dẫn và hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi lành mạnh, đồng thời phát động các phong trào thi đua nước rút, thi đua cao điểm trong lãnh đạo và công nhân viên chức với mục tiêu phát huy tinh thần cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2016. Vào các ngày cao điểm của kỳ lễ, các đơn vị trường học, lực lượng vũ trang và hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc đợt 1 từ ngày 17 tháng 8 đến hết ngày 20 tháng 8, đợt 2 từ ngày 31 tháng 8 đến hết ngày 4 tháng 9 năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 22 tháng 8 năm 2016, đồng loạt hơn 50.000 học sinh của 76 trường học trên địa bàn thành phố Bảo Lộc đã tựu trường bước vào năm học mới 2016-2017. Theo Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố, năm học này, toàn thành phố có 8 trường trung học phổ thông, 26 trường tiểu học, 13 trường trung học cơ sở, 28 trường mầm non và một trung tâm giáo dục thường xuyên. Trong đó, mầm non gần 8.500 cháu, trên 14.000 học sinh tiểu học, 10.000 học sinh trung học cơ sở và khoảng 6.700 học sinh trung học phổ thông. Riêng học sinh người dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên có khoảng 500 em, chủ yếu tập trung tại xã Lộc Nga, Lộc Châu, phường Bài Lao và phường Lộc Sơn. Chuẩn bị cho năm học mới, ban giám hiệu các trường đều đã tổ chức bồi dưỡng chính trị,
chuyên môn cho giáo viên, nhân viên, hoàn thành công tác tuyển sinh, xét tốt nghiệp, chỉnh trang cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị trường học nhằm ổn định quy mô hệ thống trường lớp, đảm bảo huy động trẻ đến trường, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ năm học 2016-2017. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Bảo Lộc phát trên website baoloconline.vn. Tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác. Sáng ngày 20 tháng 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 1 tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức về phòng chống ma túy và chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên năm 2016. Tham dự hội thi có trên 100 hội viên phụ nữ, hội nông dân và đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường, đại diện cho 8 đơn vị tổ dân phố trên tổng số 13 tổ dân phố trực thuộc. Bên cạnh phần thi kiến thức chung, các đội trả lời thông qua hình thức trắc nghiệm, bốc thăm trả lời câu hỏi, xử lý tình huống, năng khiếu bằng các hình thức, tiểu phẩm, thơ ca, hò vè liên quan đến công tác tuyên truyền giáo dục phòng chống ma túy. Đây là lần đầu tiên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 1 tổ chức hội thi nhằm mục tiêu nâng cao hiểu biết cho hội viên phụ nữ, nông dân và đoàn viên qua việc nghiên cứu tìm hiểu luật phòng chống ma túy, luật sửa đổi bổ sung một số những kiến thức cơ bản về ma túy, HIV/AIDS, các con đường lây nhiễm và tác hại, từ đó nâng cao công tác giáo dục tuyên truyền, định hướng cái nhìn đúng đắn cho hội viên đoàn viên về HIV/AIDS, kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản, nuôi dạy con cái, thực trạng sức khỏe tiền hôn nhân, từ đó thực hiện tốt các phong trào xây dựng phường, đảm bảo an ninh trật tự, không có ma túy và tệ nạn xã hội. Cuộc vận động mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo được Hội Chữ thập đỏ xã Lộc Thanh triển khai và thực hiện có hiệu quả nhiều năm nay. Và từ cuộc vận động này đã góp phần chia sẻ gánh nặng kinh tế cũng như tinh thần cho các hoàn cảnh khó khăn bất hạnh trên địa bàn. Thống kê sau 4 năm, Hội đã hỗ trợ quần áo, sách vở, nhu yếu phẩm cho các gia đình với tổng số tiền hơn 110 triệu đồng. Những hỗ trợ này tuy không lớn nhưng đã góp phần cùng địa phương từng bước xóa đói giảm nghèo. Trong thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ xã tiếp tục đồng hành với những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt quan tâm đến những hoàn cảnh trẻ em mồ côi, kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ sách vở, quần áo và tìm kiếm các nguồn học bổng để các em yên tâm đến trường. Cuối tuần qua, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Thành phố, khối thi đua các đơn vị sự nghiệp đã tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9. Đây là hoạt động sẽ được khối duy trì hàng năm nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua, tập luyện văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tạo động lực cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong khối phát huy tinh thần đoàn kết gắn bó giữa các đơn vị, từ đó thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị. Dịp này, cán bộ, công nhân viên chức 4 đơn vị, Đài Truyền thanh Truyền hình Bảo Lộc, Trung tâm Văn hóa Thể thao Thành phố, Trung tâm Nông nghiệp, Trung tâm Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất Thành phố đã cùng giao lưu văn nghệ thể thao. Đối với văn nghệ, các đơn vị thi hát karaoke theo hình thức đơn ca, mỗi đơn vị tham gia 4 tiết mục, chọn 6 tiết mục xuất sắc vào vòng trong. Sau 2 vòng thi chọn, giải nhất cuộc thi hát karaoke thuộc về đơn vị Đài Truyền thanh Truyền hình Bảo Lộc. Về thể thao, thi đấu môn cầu lông thể thức đôi nam và đôi nam nữ. Sau các vòng đấu, giải nhất đôi nam thuộc về Trung tâm Nông nghiệp, nhất đôi nam nữ thuộc về cặp của đôi Trung tâm Văn hóa Thể thao Thành phố. Năm học 2016-2017, một số trường tiểu học trên địa bàn thành phố đã tiến hành triển khai mô hình bán trú trong nhà trường. Đây là một khởi đầu đáng mừng để nâng cao chất lượng dạy và học ở cấp học này, nhất là ở một trường thuộc vùng xa như trường tiểu học Lý Tự Trọng ở xã Đầm Ri. Trường tiểu học Lý Tự Trọng nằm ở thôn 4 xã Đầm Ri là một trong 2 trường tiểu học của xã, quy tụ học sinh của thôn 1 đến thôn 9 trong độ tuổi từ 6 đến 11. Ngay từ đầu, nhà trường đã được đầu tư cơ sở vật chất tương đối khang trang với diện tích lên đến 11.000 m². Vì vậy, học sinh của trường đã được học 2 buổi trên ngày gần 10 năm nay. Đây là thuận lợi cho việc giảng dạy của nhà trường nhưng đồng thời cũng là khó khăn cho phụ huynh khi phần lớn học sinh đều phải đi rất xa để đến trường do điều kiện địa lý. Xuất phát từ thực tế này, trong năm học mới 2016-2017,
ban giám hiệu nhà trường đã xin ý kiến từ Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố cũng như phụ huynh học sinh để triển khai mô hình bán trú sau nhiều năm ấp ủ. Là một trường vùng xa, phụ huynh đa số làm nông nghiệp với điều kiện kinh tế tương đối thấp. Nhà trường gặp một số khó khăn nhất định về tài chính để thực hiện mô hình bán trú. Tuy nhiên, với sự linh hoạt của cán bộ quản lý, đồng thời với cơ sở vật chất hiện có, ban đầu nhà trường đã sử dụng nguồn quỹ từ công tác xã hội hóa của năm học trước để triển khai mô hình bán trú. Dự kiến là từ 50 đến 70 em, với mức thu khoảng 550.000 đồng một em một tháng. Hiện nhà trường đang trong giai đoạn hoàn thiện phòng ngủ, phòng ăn cho học sinh và các vật dụng nhà bếp để chuẩn bị cho học sinh học bán trú trong năm học mới. Mục đích của cái việc chăm sóc bán trú của trường tiểu học Lý Tự Trọng năm học 2016-2017 thì thực hiện cái nhiệm vụ của ngành về cái việc mà tổ chức dạy buổi học cả ngày ở trên địa bàn mà một cách tổ chức linh hoạt. Bên cạnh đó thì cũng tạo điều kiện cho học sinh những cái thói quen cho học sinh về cái nền nếp sinh hoạt đúng giờ, ý thức giữ vệ sinh chung. Đồng thời cái tiết kiệm được cái thời gian cho phụ huynh đưa đón con em đến trường. Rồi bên cạnh đó cũng tạo cho điều kiện cho phụ huynh yên tâm đi làm, tức là tăng thêm cái thu nhập kinh tế cho gia đình. Các em học sinh thì được ăn, nghỉ tại trường, rồi tăng thêm đi sức khỏe, tạo những cái thoải mái để tiếp thu kiến thức vào buổi chiều. Với việc triển khai được mô hình bán trú cho học sinh tiểu học ở một trường vùng xa, trường tiểu học Lý Tự Trọng đã giúp phụ huynh yên tâm trong việc đưa đón con, tạo điều kiện để học sinh nâng cao sức khỏe, từ đó tăng tỷ lệ chuyên cần, nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Mình sẽ trường bán trú cho các em học sinh ở ngoài này là thứ nhất tạo điều kiện cho phụ huynh là làm ăn xa, thứ nhất là một công việc không đưa đón được học sinh trong buổi trưa hay là buổi sáng thì tôi cũng mong là điều kiện tạo điều kiện cho những học sinh và bố mẹ đi làm ăn xa thì có một nơi là ăn ở ngủ nghỉ cho nó tươm tất thoải mái, cho nó đỡ cho bố mẹ phải đưa đón hàng ngày. Rõ ràng mô hình bán trú ở trường tiểu học đã được xem là một mô hình giáo dục toàn diện và được nhiều địa phương khác áp dụng khá thành công. Tuy nhiên tại Bảo Lộc thì đây là một mô hình mới và phần nhiều mang tính tự phát. Đặc biệt là tại một trường vùng xa như Lý Tự Trọng thì cần nhiều hơn nữa sự quan tâm, hỗ trợ một cách đồng bộ, hiệu quả của các cấp chính quyền và đông đảo phụ huynh học sinh. Cái nguồn kinh phí đầu tư cho cái chăm sóc bán trú này thì hoàn toàn chưa có. Thì nhà trường phải tự thân vận động bằng nhiều cái nguồn khác nhau để cho các em có những cái trang, để trường có những cái trang thiết bị để phục vụ cái công tác bán trú này. Ví dụ như xong, nồi, chén, bát, khay ăn thì phải vận động nhiều nguồn lực khác nhau. Bên cạnh một cái khó khăn nữa đó là một số phụ huynh cũng chưa nhận thức được cái ích lợi của cái việc chăm sóc bán trú. Đấy. Cho nên cũng có những cái trường hợp là họ cũng chưa phải là đồng thuận hết về cái cho con cái ăn ở bữa trưa này. Đấy. Vậy thì còn cái nhiều gia đình bên cạnh đó vẫn còn những cái gia đình có hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn. Đấy. Thì phụ huynh cũng không thể tham gia bán trú được. Đấy. Thì qua cái công tác chăm sóc bán trú này thì cũng kính mong tức là lãnh đạo thành ủy, rồi ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo phòng giáo dục quan tâm hơn nữa về cái chăm sóc bán trú trên toàn địa bàn thành phố Bảo Lộc để ngày một tốt hơn, phát triển nhiều hơn nữa. Hy vọng rằng từ mô hình này của trường Lý Tự Trọng, các trường vùng sâu vùng xa khác trên địa bàn thành phố cũng sẽ mạnh dạn đầu tư để mức độ phổ cập giáo dục tiểu học tại các địa bàn này sẽ được nâng lên với chất lượng tương đối ngang bằng với các trường thuộc trung tâm thành phố. Bài viết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Bảo Lộc. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Để theo dõi lại nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng truy cập website baoloconline.lamdong.vn. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bảo Lộc giữ hương chè xanh lá, lời chào mời bằng những tách trà thơm. Vì quê hương vàng xanh trong vắt, hương chè Bờ Lao quyến luyến níu chân. Về Bảo Lộc chú phú và thơ mộng đã
mong ân tình. Bảo Lộc ơi, nhớ hương trẻ ngọt chát, một lần đặt chân sao chẳng muốn rời.